cửa như là Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện, Thái Lan, rất là nhiều quốc gia họ phát từ cái đài phát từ Philippines. So he's introducing, you know, when you're a Christian and evangelical station in Philippines, and your program, and you have, you know, a lot of programs that be, you know, requested in, you know, those countries such as China, Laos, Cambodia, Vietnam. Hầu hết tất cả các dân tộc có mặt ở đây đều có tiếng Pháp ở trên đài phát thanh Nguồn Sống, phải không? Tiếng của họ, tất cả mọi tiếng ở đây, dân tộc ở đây đều có hết, tiếng Tru, tất cả đều có hết. And most, you know, mostly all the people here in this room, we have our language broadcasted in that program. Bao nhiêu người thường nghe đài Nguồn Sống? How many of you here using and listen to, you know, program? Và đặc biệt là cánh đồng dân tộc người anh em chúng ta, người dân tộc Hờ Mông á, thì họ tin Chúa qua đài Nguồn Sống rất là nhiều. And especially, you know, how many people they come to know Christ through this program a lot. Đến nỗi có một thời gian chính quyền gọi họ là đạo đài. And they were trying to call them cái đài là cái tiếng miền Bắc, cái gọi đài ở trong miền Nam gọi là radio á. Ở miền Bắc gọi là đài, là cái radio. Có nghĩa là mỗi lần tập trung lại thấy họ ngồi xung quanh, họ để một cái radio, một cái đài ở giữa, họ lắng nghe. Because usually the government, you know, see the people, they gather together and they, you know, listen to this one radio. Mới đầu thì nhà nước phát những cái đài, cái radio như vậy vô những cái vùng sâu, vùng xa để họ nghe những cái thông tin từ phía chính quyền. Because originally the government gave each community, you know, a radio for them to listen to. Để họ dễ hơn trong sự kiểm soát, trong sự giống như là gọi là nhồi sọ những cái thông tin của phía chính phủ. So that they can control the people with their ears. Nhưng mà cảm ơn Chúa, người Hờ Mông thì rất là thông minh. But our people, home people, they are very Họ dùng cái đài đó, họ mở qua đài Nguồn Sống để họ nghe. They use that same radio and they turn it to Christian. Như vậy một cách vô tình nhà nước đã giúp cho người Hờ Mông biết Chúa Giêsu. Và rất đông các đồng bào dân tộc Hờ Mông biết nhận Chúa, và sau đó thì bạn bị giáo chúng ta đến sau thôi. And a lot of people in this, you know, people group that came to know Christ even before we came to them. Trong buổi chiều nay tôi rất vinh dự được giới thiệu một sư mát lãnh đạo của đài FBC đài Nguồn Sống có mặt ở đây để chia sẻ lời Chúa chúng ta. Pastor Mas, please. Rồi quý vị bố em vừa nói quý vị nghe không, quý vị cũng không thay đổi cho chiến sĩ trên này nữa đúng không? Diễn giả thay đổi như người gì cũng thay đổi, quý vị cần phải học cho nhiều mà. Amen. 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 Whatever that means. Amen. Câu này nói gì không hiểu nhưng mà cứ amen. I know it's from God. Chúa sao tôi biết là cái đó nó đến từ Chúa. Well, thank you so much for your kind welcome. Cảm ơn quý vị rất là nhiều về cái sự tiếp đón rất là nồng hậu và tử tế. It's a joy for me to be here. Đối với tôi có mặt ở đây đó là một niềm vui. Do you sense the power of the Holy Spirit? Không biết quý vị có cảm nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh hay không? Moving and at work within us. Đang vận hành và làm việc ở bên trong chúng ta. You know, as I was watching the Hmong tribe being prayed for. Khi mà tôi chứng kiến những người anh em ở Hmong của chúng ta ở trên này và được cầu nguyện. My heart is so moved. Lòng tôi rất là cảm động. By the Spirit of God. Bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. The FEBC radio has been in existence. Cái đài Nguồn Sống đã tồn tại. For 67 years. 67 năm rồi quý vị. Amen. We started broadcasting in 1949. Chúng tôi đã bắt đầu lên sóng vào năm 1949. And we broadcast our shortwave in Laos, in northern China, in Vietnam. Và chúng tôi đã bắt đầu phát sóng cái chương trình đó theo cái ngôn ngữ của nước Lào, nước Việt Nam và ở đại miền Bắc Trung Hoa theo cái tần số ngắn.
where it is hard and difficult for people to go. Tức là chúng ta phát sóng tới những cái nơi mà rất là khó để cho những người truyền giáo đi tới. To bring the gospel, để mà đem cái lời tới đó. God uses radio. Và Chúa ngài cũng sử dụng đài luôn quý vị. Chúng dùng anh em mình bắt gọi là đài. When Pastor Duke and Pastor Esther Tao came to Manila last year. Khi năm rồi khi mà mục sư và mục sư Thảo đến là tại Manila. We met for the first time. Đó là lần đầu tiên mà chúng tôi gặp mặt nhau. And Brother Robert here, he introduced them to me and said they are working with Among Tribes for many many years now. Và cái lúc đó thì mục sư Robert ở đây đã giới thiệu tôi với hai đại tớ Chúa và nói rằng họ đã làm việc với cộng đồng anh em người Hồng Mông trong nhiều năm rồi. And they wanted to find out how they came, how the gospel came to them through the radio. Và họ muốn tìm hiểu xem là cách nào mà tin lành của Chúa đã đến được với những cái người anh em đó qua sóng radio. So I brought them to FEBC Studios. Và thế là chúng tôi đem hai vị này tới cái gọi là studio, cái phòng thu của cái đài mình sống. We interviewed them and they shared their stories. Chúng tôi đã phỏng vấn và họ đã chia sẻ câu chuyện của mình. I took them to our site where the broadcast is being done. Và chúng tôi dẫn họ đi bộ trong khi mà cái chương trình được phát sóng. Surprisingly, Sister Esther met Sister Tay, a Vietnamese lady who handles our Vietnamese language. Lúc đó thì bà mục sư Thảo có gặp một cái cô tên là mục sư Thế, là cái người lo cho cái chương trình phát sóng tiếng Việt. Thế. I can speak Vietnamese. Yeah. Thế, mục sư nói được tiếng Việt. All right. And so it was some kind of reunion for the two of them because I did not realize that they have met many years ago. Đúng một cái điều tình cờ mà tôi không hề biết trước đây đó là gì. Mục sư Thảo với mục sư Thể đã gặp nhau cách đây nhiều năm lắm rồi. And they embraced and they cried. It was some kind of reunion. Và họ bắt đầu ôm chầm lấy nhau và bắt đầu khóc ở trong Chúa, giống như là cái sự hiện một trở lại đó quý vị. But being here is very special to me. Nhưng mà việc có mặt ở đây đối với tôi là một cái điều rất là đặc biệt. I have included in my bucket list. You know what bucket list is? I have included in my dreams. Là giống như là tôi đang ở trong giấc mơ của mình vậy. To be able to visit Vietnam. Cái việc có thể đến thăm Việt Nam. Go to the highlands. Đi đến những cái vùng cao. Meet the Hmong tribe. Rồi gặp anh em sắp tộc người Hmong. And listen to their stories. Và lắng nghe những câu chuyện của họ. How the gospel came to them through the radio. Và cách nào mà tin lành của Chúa đã đến với họ qua bài radio. So February next year I will go to the highlands. Cho nên tháng 1 năm sau tôi sẽ đi lên những cái vùng cao đó. Whether you take me or not, I will go. Mấy vị mục sư đây đưa tôi đi đâu tôi sẽ theo đó. The cycle of my dream. That will repeat the cycle of this special blessing. Và cái điều đó đúng là sẽ hoàn thành cái vòng tròn cái ước nguyện giống như là cái phước hạnh của tôi. But so much about the Hmong tribes. Có rất là nhiều điều để nói về cái người anh em Hmong của chúng ta. This afternoon. Buổi chiều ngày hôm nay. I would like to share with you. Tôi muốn chia sẻ với quý vị. The importance of keeping ministry and family balance. Cái tầm quan trọng của cái việc chúng ta giữ chức vụ sự hợp vị Chúa và gia đình ở trong cái sự cân bằng. We will look at the value of being called as pastors. Khi mà chúng ta nhìn xem luôn á, cái giá trị của cái việc được kêu gọi làm mục sư. And as pastors, we get so carried away with so many activities. Và thường là mục sư rồi chúng ta đúng không ạ? Dễ lắm là chúng ta bận tâm với rất là nhiều cái công việc hoạt động. That what happens is, cái điều xảy ra là như thế này. We sacrifice our family. Chúng ta hy sinh lập gia đình của mình. At the altar of ministry. Và đổi lấy đó là gì? Cái sự phục vụ nơi bàn thờ. And God is not pleased when that happens. Và khi điều đó xảy ra rồi thì Đức Chúa Trời ngài không có đẹp lòng. Because our family is very important. Bởi vì gia đình của chúng ta rất là quan trọng. In fact, our family is our first ministry. Thực ra gia đình là chức vụ sự hợp vị Chúa đầu tiên nhất của chúng ta. So we will look at balancing family and ministry. Cho nên chúng ta sẽ học về cái chủ đề đó là gì? Cân bằng giữa gia đình và chức vụ. Is this working? Cái này nó có chạy có hiệu quả không, mục sư? It's not working because it's off. Hay là nó thì I need to turn it on.
Now it's working. Lúc này nó buồn ngủ bây giờ nó tỉnh rồi. This is my family. Đây là gia đình của tôi. I have three sons. Tôi có ba người con trai. They are all good looking. Tất cả đều đẹp như người ta cả. Because they look like my wife. Và tôi vì nhìn con giống mẹ mà. Not me. Không giống tôi sửa lại. But now I have four boys. Nhưng mà bây giờ. Now I have four boys. Bây giờ trong nhà tôi có bốn người con trai. Because Pastor Duke's son. Bởi vì con trai của mục sư Đức. Levi. Là Levi. Now lives with me in Manila. Bây giờ đang sống ở với tôi ở tại Manila. He doesn't want to come to Vietnam. Muốn ở đó luôn chứ không muốn về Việt Nam nữa. He is there studying English. Và đang ở Manila học tiếng Anh. And my family loves him. Và gia đình của tôi rất là yêu mến cậu. So this is my family. Đây là gia đình của tôi. As God has enabled me. Và Chúa ngài đã cho tôi khả năng. I do my best to take good care of my family. Và tôi nỗ lực hết sức mình để mà chăm sóc cho gia đình. Because my family is my first ministry. Bởi vì gia đình là chức vụ đầu tiên nhất của tôi. Amen. This is my wife. Đây tất nhiên đây là đệ nhất phu nhân của tôi. Don't contradict me. She's beautiful, right? Đúng không? Rõ ràng quý vị nhìn là thấy đối lập liền. Vợ thì xinh nhưng mà chồng thì cần xem lại. Just like all the ladies here, they are beautiful. Giống như tất cả những quý cô đây nhìn ai cũng xinh đẹp rạng rỡ hết. Amen. 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 All right. Amen. Lớn như đúng không? Let's look at the scripture. Bây giờ chúng ta sẽ xem kinh thánh. 1 Timothy 3, 1-7. Timothy nhất đoạn 3 từ câu 1 cho đến câu số 7. I will ask you to read that in Vietnamese. Seven verses in 1 Timothy chapter 3, 1-7. Hãy có kinh thánh ở trong Timothy nhất đoạn số 3. Xin chào quý vị cùng theo dõi. Ví rằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưu muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vương phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời. Người mới cứu chuộc không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng. Người giám mục lại phải được người ngoài làm chứng tốt, kéo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. In this passage, ở trong cái phân đoạn này, the apostle Paul tells us the qualifications of pastors. Thì ông sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết được những cái tiêu chuẩn của một người mục sư. Now we will not go into details of it. I will just basically give you the summary. Tôi sẽ không có đi chi tiết vào mà về cơ bản là tôi sẽ tóm tắt lại cho quý vị. These are non-negotiable qualities that pastors should possess. Đây là những cái tiêu chuẩn mà một người làm mục sư đó phải có, và những cái tiêu chuẩn này chúng ta không thể nào gọi là thỏa hiệp hay là nhượng bộ được. So I want you to look at the person seated next to you. Tất nhiên tôi muốn quý vị hãy nhìn cái người ngồi bên cạnh của mình. I want to make sure you have these qualities. Và hãy nói với người đó là tôi muốn biết chắc là quý vị phải có những cái tiêu chuẩn này. Because God called you to be a pastor. Bởi vì Chúa kêu gọi quý vị làm mục sư, quý vị nói đi, nói với người bên cạnh của mình đó. All right, here are the qualifications of pastors in summary. Đây là những tiêu chuẩn đúng không? Của một người làm mục sư. Đây là cái phần tóm tắt lại. First of all, Paul talks about the character of a pastor. Trước hết là ông Phaolô nói về cái bản tính của một cái người mục sư. He should first of all demonstrate integrity and faithfulness in his character. Trước hết á, đó là một người phải có cái nhân cách là phải bày tỏ được cái sự liêm chính, liêm khiết và cái sự trung tín. Secondly, thứ hai, he must be grounded in the scripture. Cái người đó phải có một cái nền tảng chắc chắn ở trong lời của Chúa và Kinh Thánh. In fact, a pastor must be able to teach the word of God. Có nghĩa là gì? Người đó có khả năng để dạy dỗ lời Chúa. Now, how can you be grounded in the scripture? Làm cách nào mà chúng ta có thể đâm rễ và vững nền ở trong Kinh Thánh? If you're not going to
study the Word of God. Nếu mà chúng ta không học lời Chúa, if you don't spend time reading the Word of God, nếu mà chúng ta không có để thì giờ đọc lời của Chúa thì làm sao đấy? If you don't spend time meditating on the Word of God, nếu mà chúng ta không có để thì suy gẫm lời của Chúa, the depth of your relationship with Christ, cái sự sâu nhiệm trong cái mối quan hệ của quý vị với Đức Christ, will not take root, sẽ không thể nào đâm sâu rễ xuống, unless you spend adequate time. Nếu quý vị không có để thì giờ tính lại. Studying the Word of God. Để nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời. The Word of God. Lời của Chúa. Is our life. Là sự sống cho chúng ta. It is the power of God that transforms us. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để biến đổi chúng ta đó quý vị. A while ago, Pastor Paul. Mục sư Paul. Asked you. Đã hỏi quý vị. Do you read the Bible? Quý vị có đọc Kinh Thánh không? And some of you raise your hands like this. Và có một số người thì đưa Kinh Thánh lên mà không dám đưa lên mà làm gì? Do you read the Bible? Quý vị có đọc Kinh Thánh không? Có thì đưa thẳng lên. Không có chấm điểm đâu mà lo. Do you love the Word of God? Quý vị có lời của Đức Chúa Trời không? Do you believe the Word of God? Quý vị có tin lời Chúa không? It is God's power that transforms our lives. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để biến đổi các cuộc đời. And therefore, as pastors, cho nên là những mục sư, we must exemplify what it is to be grounded in the Scripture. Chúng ta cũng phải hiểu và nghiên cứu cho kỹ thế nào là đâm rễ vững nền ở trong lời của Chúa. Now here is an interesting qualification that Paul said. Đây là một cái tiêu chí rất là thú vị mà sứ đồ Phao-lô đã nói. Paul emphasized the value of being able to care for our families. Ông sư đồ Phao-lô đã nhấn mạnh, đúng không? Cái chi tiết đó thì có khả năng chăm sóc cho gia đình của chúng ta. Paul says a pastor must be able to manage his household well. Sư đồ Phao-lô nói là một người mục sư phải có tài quản trị cái nhà mình cho khéo. How is your family today? Gia đình của quý vị ngày hôm nay như thế nào? Do you just leave them alone? Hay là quý vị cứ bỏ mặc gia đình? So many times, many pastors, nhiều lần đó các mục sư think, nghĩ thế này, that ministry is more important than family. Chức vụ của Chúa là quan trọng hơn còn con cái, chưa có quan trọng bằng. They don't spend time playing with their children. Đấy là họ không có để thì giờ ngồi chơi với con cái. They don't take their wives to dates anymore. Và lúc còn yêu thì ngày nào cũng hẹn hò dắt vợ đi chơi, nhưng mà lúc cưới về rồi xong thì bỏ vợ một số. When their children ask, Papa, Daddy, would you play with me? Khi mà con hỏi là cha ơi, cha chơi với con được không? The pastor say, ông mục sư nói, I don't have time. Ta làm gì có thời gian chơi? Because I have to preach this coming Sunday. Có biết là sáng chủ nhật tới là ba phải giảng không? And then there is no bonding between father and son. Và thế là không còn, đúng không ạ? Cái sự truyền thông qua lại giữa cha và con, cái sự ràng buộc lại với nhau không có. And many times the wives are left sitting in the corner. Và đúng không quý vị, nhiều lần nhiều lúc á, mình bỏ mặc cái người vợ của mình ngồi ở cái góc tường. And the pastor looks good in front of the congregation. Ông mục sư thì đứng trước hội chúng nhìn rất là tuyệt vời và đẹp lòng. But his wife wants to kill him. Nhưng mà bà vợ ở nhà đó thì chờ ông chồng về để cho ông một cú. Because he doesn't spend time with him, with her. Bởi vì ông ta không có để thì giờ với vợ. Now if you are a lady pastor. Nếu quý vị là những mục sư mà là nữ đó. How many women pastors do we have here? Ở đây không biết có bao nhiêu quý chị em phụ nữ là mục sư, xin chúng ta đưa tay lên. Come on, raise your hands. Những người ở tầng ba nữa chúng ta cũng đưa tay lên. Make sure you also spend enough time with your husbands. Nếu quý vị là mục sư là hãy chắc chắn một điều là quý vị phải để thì giờ cho chồng của mình nữa. You know what I mean, right? Quý vị hiểu ý tôi nói mà phải không ạ? Number four. Thứ tư. Paul talks about the qualification of spiritual maturity. Ông Phao-lô nói về cái tiêu chuẩn thứ tư đó là gì? Phải có sự tăng trưởng thuộc linh. Now what does it really mean to be spiritually mature? Thế nào là trưởng thành thuộc linh quý vị? Paul says, do not even appoint a person to become an elder if he is a novice or if he is a new believer. Ông Phao-lô nói là gì? Nếu một người tin Chúa thì đừng có để cái người đó làm lãnh đạo. Because chances are,
bởi vì những cái cơ hội đó. If he gets discouraged, à, thì khi mà cái người đó nản lòng, or if he is asked with tough questions about life, à, và nếu mà người ta đặt ra những cái câu hỏi khó cho ông mục sư đó, à, cho cái người đó về cái cuộc sống này, he gets discouraged and he would not know the answer. À, thì có thể là cái người đó nản lòng và không có biết câu trả lời. So there is a need for the person to grow first in his faith. Cho nên cái điều trước tiên đó là gì? Cái người đó cần phải lớn lên ở trong đức tin trước. Now there are many pastors who are not called. À, có nhiều người làm mục sư nhưng mà không có được kêu gọi. Understand what I'm going to say. À, quý vị hãy lắng nghe cái điều mà tôi sắp nói này. They are not called by God. Họ không có được Chúa kêu gọi. They are pushed by men. À, mà họ được con người đun đẩy. In the position. À, đẩy vào cái vị trí đó. We don't need pastor. We want you to be our pastor. Ờ, chúng tôi bây giờ không có ông nào làm mục sư. Thôi bây giờ kêu ông làm mục sư cho chúng tôi đi. And then he says, và God did not call me. Và cái người đó nói, Chúa đâu có kêu gọi tôi đâu mà làm. And then the guy says, "It's okay. I will tell him." Không sao hết, Chúa có bảo thì có bảo. Now I understand that in some circumstances, à, tôi hiểu là ở trong một số cái hoàn cảnh nào đó, this is a serious reality. À, đây là một cái thực tại nó có thật, quý vị. However, tuy nhiên, we need to provide avenues. À, chúng ta cần phải đúng không? Tạo những cái cơ hội. Where the person can grow and be trained. Đó, để người đó được tăng trưởng và huấn luyện. Therefore, central to spiritual maturity. Đó, để người đó đạt đến sự trưởng thành thuộc linh. Is the core of discipleship. Đó chính là cái cốt lõi của việc môn đồ hóa. This is why we do conferences like this. Đó là lý do mà chúng ta tổ chức những cái hội nghị như thế này. This is why we do our best to train. Đó là lý do mà chúng ta nỗ lực hết sức mình để mà huấn luyện đào tạo. Are you happy you're here? Quý vị có hạnh phúc khi mà có mặt ở đây hay không? Hay là quý vị bực mình vì ngồi chật quá? Some others are not happy. À, tôi nói đúng là có người cũng đâu có vui vẻ gì đâu. No, I know you're happy. À, nói xong quý vị mới cười mới hạnh phúc. You need to take care of your inner life. À, quý vị cần phải chăm sóc cái đời sống gọi là bên trong của mình. Your inner life is very important to Jesus Christ. Cái đời sống bên trong của quý vị rất là quan trọng với Chúa Giêsu. We had a wonderful picture of watching the pastors being prayed for. À, và chúng ta đã thấy được cái một cái hình ảnh rất là tuyệt vời ở trên này khi mà những người mục sư được cầu nguyện. We ask God to anoint them, to train them, to raise them, to strengthen them. Đó, chúng tôi đã cầu nguyện xin Chúa ngài sức dầu, ngài huấn luyện và ngài trang bị thêm sức, thêm quyền năng cho những cái con người này. Let me tell you this. Để tôi nói cho quý vị điều này. If you are training younger generations, nếu hiện quý vị đang huấn luyện đào tạo thế hệ trẻ hơn, and you yourself are not growing in your inner life, nhưng mà bản thân quý vị đó thì không có tăng trưởng ở trong cái đời sống bên trong, you have nothing to give. Thì quý vị không có cái điều gì để mà ban cho các thế hệ trẻ. Amen. Amen không? Amen. Amen. Okay. Amen. Amen. Number five, excellent reputation. À, thứ năm đó là gì? Người đó phải có một cái gọi là cái tiếng gọi là xuất chúng. The moment we give our lives to serve God. À, cái giây phút để chúng ta dâng cuộc đời của mình để phục vụ Chúa. We become public. À, thì lúc đó chúng ta đều hoàn trở nên được nhiều người biết tới. The world is watching us. À, thế gian họ nhìn xem chúng ta. How we behave. Chúng ta hành xử như thế nào. How we live our lives. Chúng ta sống như thế nào. The kind of lifestyle we display. À, chúng ta phô bày đúng không? Cái lối sống như thế nào. And Paul says. Ông Phaolô nói. Very important for a pastor. À, cái điều này rất là quan trọng cho mục sư. To have a good public reputation. Đó là gì? Ở nơi công cộng là chúng ta phải có một cái tiếng tốt. How is your community looking at you? À, cộng đồng đó họ phải nhìn xem quý vị như thế nào. Do you have their respect? À, quý vị có được cái sự tôn trọng của họ hay không? Do they love you? Họ có yêu mến quý vị hay không? Or are they better off without you? À, hay là cộng đồng đó sẽ tốt hơn nếu không có quý vị? Are they happy when they see you? À, họ có tươi cười hạnh phúc khi họ thấy quý vị hay không? Or do they run away the moment that they see you walking coming in? À, hay là cái lúc mà họ thấy quý vị đi tới là họ bỏ không cánh mà bay rồi? You will not have the power to win them. Đó. You will not have the power to win them. Quý vị sẽ không thể nào có quyền năng để mà chinh phục những con người đó. Unless you reflect in your life
Nếu mà quý vị không có phản ánh the character of Jesus Christ, bản tánh của Chúa Giêsu Christ. So we need to encourage one another. Cho nên chúng ta cần phải khích lệ lẫn nhau. We need to remind each other. Chúng ta cần phải gọi là nâng đỡ lẫn nhau. That our testimonies be protected. Thì lúc đó cái lời làm chứng của chúng ta sẽ được bảo vệ. Now I want you to look at the person seated right next to you. Bây giờ tôi muốn quý vị hãy nhìn cái người ngồi bên cạnh của mình. Go ahead and look. Nhìn đi quý vị. Eye to eye. Eyeball to eyeball. Cúi mắt nhìn nhau. Cúi mắt nhìn nhau. Đừng có nhìn cái khác. Cúi mắt nhìn nhau. And ask that person. Và hãy hỏi cái người đó. How is your reputation? Xem tiếng tăm quay như thế nào, xem tiếng như thế nào. Okay. Hỏi thẳng lên quý vị. We need to hold each other accountable. Chúng ta luôn cần phải có cái trách nhiệm giải trình với nhau. My God's grace. All right. Right. Let me. Okay, we will leave the exhortation of Paul to pastors. Chúng ta sẽ để những cái lời khuyên của ông Paulo dành cho các mục sư ở đó. I hope you're taking notes. Tôi hy vọng là quý vị có ghi chép. So you don't miss this. Để quý vị không có bỏ qua cái phần này. I will ask Pastor Do. Tôi sẽ mời mục sư Đức to translate the slides to Vietnamese. Dịch lại cái slide này sang tiếng Việt. And give to you. Đưa cho quý vị, nhưng mà quý vị nhớ làm trả tiền cho mục sư. Including the picture of my family. Và kèm theo đó là hình ảnh của gia đình tôi nữa. So you can pray for us. Để quý vị cũng có thể cầu nguyện cho chúng tôi nữa. I know you don't like my face, but it's okay. Tôi biết là quý vị nhìn mặt tôi thì không có ưa lắm, nhưng mà không sao cả. But I want us to look at the greatest example of our lives. Nhưng mà tôi muốn chúng ta hãy nhìn xem vào cái tấm gương vĩ đại nhất trong đời của chúng ta. There is no one like him. He should be our model. Không có ai giống như ngài, và Chúa phải là tấm gương hình mẫu cho chúng ta. Look in his account in chapter 2, verses 51 and 52. Chúng ta hãy xem vào trong Luca đoạn 2 câu 51 và 52. Read in Vietnam. Right. Please. Xin mời thì con đọc. Okay. Ở trong Luca đoạn 2 câu 51 và 52 quý vị. Đoạn ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ ngài ghi các lời ấy vào lòng. Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đem lòng Đức Chúa Trời và người ta. Now I want you to observe carefully what Luke is talking about Jesus Christ. Ở trong Luca đoạn 2 có quý vị câu 51-52. Ở đây ông Luca đang nói gì về Chúa Giêsu? At this point in time in the life of our Lord Jesus Christ. Ở trong thời điểm này trong cuộc đời của Chúa Giêsu. He was still a young boy. Thì Chúa Giêsu vẫn còn là một con thiếu niên. He was growing. Và ngài đang lớn lên. Prior to these verses. Trước những câu kinh thánh này. He got lost. Thì Chúa Giêsu đã bị lạc. His mother was worried, sick, looking for Jesus. He was probably like 12 years old at that time. Và lúc đó cha Giêsu khoảng 12 tuổi và ngài đi lạc, và cha mẹ ngài đã lo lắng đi nhiều chỗ và tìm kiếm ngài. And they could not find him. He wandered away. Và Chúa Giêsu ngài đã bỏ chạy đi rồi, và họ không có tìm thấy ngài. To make the long story short. Và tôi cắt ngắn cái câu chuyện. Jesus Christ was found in the temple. Và người ta đã thấy Chúa Giêsu ở trong đền thờ. And having a discussion with the religious leaders. Và Chúa Giêsu ngồi thảo luận với các lãnh đạo tôn giáo. And they were amazed at what they had seen in Jesus. Và người ta lấy làm ngạc nhiên về những điều người ta thấy ở trong Chúa Giêsu. This is the reason why verse 52 says. Đó là lý do mà câu 52 nói. And Jesus increased in wisdom and in stature. Chúa Giêsu càng lớn lên đúng không? Về vóc dạng và về sự khôn ngoan. And in favor with God and man. Và ở trong ân huệ với Đức Chúa Trời và con người. This is what I would like for you to see. Đây là điều mà tôi muốn quý vị phải nhìn thấy. There are four dimensions of Christ's well-being. He is our model. Thì Đức Chúa Giêsu đó thì ngài có bốn cái chiều kích. He says he grew in his mind. Kinh Thánh nói thứ nhất là Chúa Giêsu ngài tăng trưởng về mặt tâm trí. See, if there is one person who lived a balanced life. Có những người họ sống một cuộc đời có cái sự cân bằng. It is Jesus Christ. Thì đó chính là Chúa Giêsu. He grew up
becoming very intelligent. Ngài đúng không ạ, sinh trưởng lớn lên và rất là thông minh. His psychological well-being was in place. Cái sức khỏe về tâm lý của ngài đó ở đúng chỗ, tức là có cái sự phát triển rất là khỏe mạnh. And then Luke says he grew up in his stature, meaning in his physical well-being. Và cái ông Luca còn nói rằng ngài tăng trưởng về cái vóc dáng, có nghĩa là hình dáng vật lý, cơ thể vật lý của ngài rất là khỏe mạnh. Then he grew up in favor with God. Rồi ngài càng lớn lên ở trong ân huệ với Đức Chúa Trời. Meaning his spiritual health is also very strong. Có nghĩa là cái sức khỏe thuộc linh của Chúa Giêsu đó cũng rất là mạnh. He has a very personal, intimate relationship with the Father. Đó, ngài có một cái mối quan hệ rất là thân mật với Đức Chúa Trời. He was always in communication with God the Father. Đó, ngài luôn luôn truyền thông với Đức Chúa Trời là Cha. Spending time in prayer. Đó, dành thời gian trong sự cầu nguyện. Meditation. Suy ngẫm. And he never did anything outside the will of God the Father. Và Chúa Giêsu ngài không bao giờ cần bất cứ một cái điều gì nằm ngoài ý muốn của Đức Chúa Cha. Jesus was completely obedient. Chúa Giêsu vâng lời tuyệt đối. To the Father. Vâng lời Cha phải tuyệt đối. How did he know the will of God? Nhưng mà làm cách nào mà Chúa Giêsu biết được ý muốn của Chúa Cha? As a human being. Khi ngài ở trong tư cách là con người. He spent time with God. Ngài đã để thời giờ với Đức Chúa Trời. Maybe many of you are asking, how do I discover the will of God? Có thể nhiều người trong quý vị đặt ra câu hỏi là gì? Làm sao mà tôi biết được ý Trời? So many times we get carried away just doing our own thing. Và thế là gì? Chúng ta cứ làm theo cái chương trình riêng của chúng ta. We make our own plans. Chúng ta tự lên kế hoạch. We never pray. Chúng ta không bao giờ cầu nguyện. What we do, we make plans, we write it down. We talk to others. Những gì mà chúng ta làm thì chúng ta chỉ lên kế hoạch, mình cần phải làm cái này. And then we go to God. Và thế rồi chúng ta đi với Chúa, đến với Chúa. And then we say, will you bless this? Và cái nói chung là Chúa ơi, khi nào thì Chúa hãy ban phước cho kế hoạch này. That's the wrong way. Không, cái cách làm đó là sai rồi. It should be this way. Quý vị phải làm như thế cách này nè. We should first go to God. Trước hết là chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời. And ask Him, Lord, what do you want me to do? Và hỏi Chúa là Chúa ơi, ngài muốn con làm cái gì? Will you reveal your plan? Khi Chúa bày tỏ kế hoạch của ngài. That I may pursue it. Để con theo đuổi kế hoạch đó. See, we don't ask God. Chúng ta không có hỏi Chúa. To align to our plans. Buộc Chúa phải khế hiệp với kế hoạch của chúng ta. We ask God. Mà chúng ta hỏi xin Chúa. To make our lives be aligned with His plan. Làm cho cuộc đời của chúng ta phải khế hiệp với Ngài. You see the difference? Quý vị thấy sự khác biệt không? But you will never be able to discover that. Nhưng mà quý vị sẽ không bao giờ khám phá ra được điều đó. Unless you spend adequate time. Nếu quý vị không để thì giờ nghĩ lại. Praying and seeking the face of God. Cầu nguyện và tìm kiếm dung nhan Đức Chúa Trời. How is your spiritual health? Sức khỏe thuộc linh của quý vị như thế nào? I want you to ask the person seated next to you. Tôi muốn quý vị hãy hỏi người ngồi bên cạnh của mình đi. Nhớ ơn ngủ và hỏi đi. What did you read this morning for your devotion? What did you read in the Bible for your devotion this morning? Trong cái giờ tĩnh nguyện của anh đã đọc cái gì buổi sáng ngày hôm nay, hỏi đi. Trong cái giờ tĩnh nguyện của mình đọc cái gì buổi sáng ngày hôm nay, hỏi từ bên cạnh của mình đó. Some of us are like this. Có người thì cúi mặt xuống. I read the newspaper. I read the newspaper. Sáng nay Bible. Sáng nay đâu có đọc sách đọc báo. You are laughing. Quý vị cười. But you understand what I mean. Nhưng mà quý vị hiểu cái điều mà tôi muốn nói, cái điều quý vị mới cười. And in seriousness or importance. Cho nên cái tính gọi là cái nghiêm trọng hay là cái tầm quan trọng. That we grow in favor with God. Đó là gì? Chúng ta cần phải tăng trưởng lớn lên trong ân huệ với Đức Chúa Trời. Fourthly, thứ tư, Jesus grew up in favor with man. Chúa Giêsu ngài lớn lên trong ân huệ với con người. So one is, what is this? Thứ nhất, vertical, right? Cái này là this one is, đây là chiều đứng. Còn vertical also, đây có phải là chiều like this? Đây có phải là this is horizontal. Còn đây là chiều ngang. Okay. So he grew up even in his relationship with other men. Chúa Giêsu ngài tăng trưởng lớn lên ở trong mối quan hệ của ngài với những người khác. You know, I find it very interesting. Tôi thấy rất là thú vị.
Many pastors talk about love. Nhiều mục sư nói về tình thương yêu. Unity. Nói về sự hiệp một. And they have a fight with another person. Nhưng mà thế họ lại có một cái sự tranh fight. Conflict. Yes. Xung đột. We talk about forgiveness. Chúng ta nói về cái sự tha thứ. And then we cannot forgive others. Nhưng mà mình không có thể tha thứ được cho người khác. Not a good quality for pastors. Đó không phải là một cái tiêu chuẩn tốt cho một người mục sư. We read the Bible and we understand what unity is. Chúng ta đọc Kinh Thánh và chúng ta hiểu thế nào là sự hiệp một. But we cannot be united in the body. Nhưng mà ở trong thân thể Chúa thì chúng ta không tài nào hiệp một được. When someone comes to church, khi mà có người đến hội thánh, and you don't like his hairdo, và quý vị nhìn cái kiểu tóc người đó quý vị không thích, you stop him. Đó, và quý vị đuổi người đó. You say, I don't like your hair. Đó, tóc của cái gì không thích nhưng mà tóc của cậu không thích. That happens right in the church. Đó, cái đó xảy ra rất là phổ biến trong hội thánh. I think you understand what I'm talking about. Quý vị hiểu cái điều mà tôi vừa nói. So we need to grow in our mind, in our physical well-being, in favor with God and in favor with our fellow men. Chúng ta cần tăng trưởng lớn lên cả về tâm trí rồi sức khỏe thuộc thể ở trong thân thể với Đức Chúa Trời và trong thân thể với con người. Amen. This is what we call the balanced life philosophy of Jesus Christ. Đây là điều mà chúng tôi gọi là gì? Tức là cái sự cân bằng. So we need to cultivate a balanced life philosophy. Tức là một cái đời sống gọi là cân bằng, tức là có sự khôn ngoan đó. Thì như thế nào? One thing I want you to take a look at is the things that what are the things that overwhelm you? You know what overwhelm is, right? Tôi muốn quý vị hãy xem một cái điều. Hiện tại cái điều gì nó đang trấn áp hay là nó đang chiếm cái ưu thế ở trong cuộc đời của quý vị? Or maybe you're saying, Pastor, so many. Đó, hay là quý vị nói, mục sư ơi, nhiều lắm. Just seeing my wife overwhelms me. Thấy vợ thôi là tôi cũng đã đủ bị trấn áp tinh thần rồi, ví dụ vậy. Vâng. You know, we get so stressed out with so much work. Bởi vì chúng ta đó, đúng không? Rất là nhiều cái công việc. We attend so many activities in the church. Chúng ta tham gia rất là nhiều hoạt động trong hội thánh. And because of so many activities, we neglect our spiritual life, or the other dimension of our well-being. Và bởi nhiều cái hoạt động như vậy đó, đến nỗi chúng ta đã bỏ bê đi cái đời sống thuộc linh và nhiều cái chiều kích khác ở trong cái cuộc đời có liên quan đến sức khỏe thuộc linh thuộc thể của chúng ta. So to strike the balance, cho nên để chúng ta trở lại cái sự cân bằng, assess what overwhelms your life. Thì tôi nói là gì? Cái điều nào hiện tại đang chiếm ưu thế ở trong cuộc đời của quý vị? Rest is also very important. Cái sự yên nghỉ cũng rất là quan trọng. Now, there are three things that I would like for you to examine. Tôi có ba điều mà tôi muốn quý vị hãy xem. These are the things that perhaps we lack, that we need to look into. Có thể ba điều này là cái điều hiện chúng ta đang thiếu sót và chúng ta cần phải có một cái sự tra xét. All right. Four things that we need to embrace in our calling. Có bốn cái điều, đúng không ạ? Ở trong cái sự kêu gọi chúng ta mà chúng ta cần phải nắm bắt. Now let me just go back. Tôi trở lại một xíu. Maybe we lack what we call the integrative wholeness. Có thể là chúng ta đang thiếu mất, đúng không ạ? Cái sự liêm chính, trọn vẹn. You need to understand exactly what God has called you to do. Chúng ta cần phải biết chính xác là Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi chúng ta làm cái điều gì. In other words, before you take another action, nói cách khác là gì? Trước khi quý vị thực hiện một cái hành động khác, think through, thì quý vị hãy suy nghĩ một cách thấu đáo, reflect on it and count the cost of your actions. Hãy suy nghĩ cái hậu quả, đúng không? Cái kết quả của cái hành động chúng ta thực hiện. Study well how this is going to affect the other areas of your life. Chúng ta suy nghĩ xem cái hành động mà mình sẽ thực hiện đó, nó sẽ ảnh hưởng những người khác như thế nào. Now I do not know exactly the culture in Vietnam. Tôi thực sự không có biết chính xác về văn hóa ở tại Việt Nam. But there are so many leaders who do not know how to say no. Nhưng mà cũng có nhiều lãnh sự cũng không biết nói cái chữ không. They are what we call the yes pastors. Mình tạm dịch đó là những người mục sư ba phải đó, cái gì cũng phải.
The wife says, "Have you ironed the clothes?" "Yes, dear." The wife says, "Have you ironed the clothes? Wash the clothes?" "Yes, dear." Vâng. Ông đi nhận đồ. Dạ vâng. Okay, they got it. Hiểu được rồi đúng không? No, that's someone I'm talking about. You know, people invite you to speak somewhere or to do this, to do that. You keep saying yes, when in fact you no longer have the stamina to do it. Và cái có người đã mời quý vị tới chỗ này, tới chỗ kia để mà chia sẻ, và lúc nào quý vị cũng nhận lời hết, quý vị nói yes hết, nhưng mà thực ra quý vị không có thời gian để làm cái điều đó. We have many areas in our lives. We have families, we have ministry, we do counseling. Có nhiều cái lĩnh vực ở trong cuộc đời của chúng ta đúng không ạ? Nào là gia đình, nào là cái sự gọi là cái giúp đỡ mưu luận ở trong hội thánh. We spend time with friends. Chúng ta để thì giờ với bạn bè. Sometimes we drive for our children going to school. Đôi khi đó thì chúng ta chở con cái tới trường học. Whatever other activities you do, you engage your life in a single day. Thì mỗi một cái hành động đó mà quý vị thực hiện mỗi một ngày. You need to exercise. Quý vị cần phải thực hành. That all of these things are fully integrated. Quý vị cần phải thực hành nhé, đảm bảo là tất cả những cái điều này for your own wholeness. Nó nằm biết là gì? Nó kết nối lại với nhau để mà xây dựng cái sự khỏe mạnh cho bản thân quý vị. Otherwise, if you disintegrate, everything is going to collapse. Bởi vì sao? Nếu mà quý vị để cho nó mất cái cân bằng đó, thì tất cả mọi thứ nó sẽ sụp đổ. And you find yourself so stressed out. Và quý vị sẽ thấy mình đúng không? Rất là ghê căng thẳng. Now the second one is the lack of purposeful engagement. Và cái điều thứ hai nữa đó là gì? Chúng ta thiếu đi cái mục đích. What does this mean? Có nghĩa là gì? In other words, nói cách khác, we need to anchor our lives to the things that are very important, not the peripherals. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải neo cuộc đời của mình vào những điều quan trọng chứ không phải vào những điều không quan trọng. I do not know whether you are taught to plan well. Tôi không có biết quý vị có phải là một người lên kế hoạch hay là không. Now let me try if I can make sense of this by giving you an example. Tôi sẽ giúp quý vị hiểu được cái điều này qua một cái ví dụ. I am a business person. Tôi là một người kinh doanh. I run a printing company and a publishing company. Và tôi điều hành một cái công ty in và công ty xuất bản. Aside from being a businessman, ngoài công việc là một người kinh doanh, I'm also a father. Tôi cũng là một người cha. Of four boys. Của bốn người con trai. Nhưng như lúc đầu mình này có nói. You understand what I'm talking about? Yeah. Because Levi is not my son. And a husband of one wife. Và tôi là chồng của một vợ. I hope you are also a husband of one wife. Hy vọng là quý vị cũng là chồng của một vợ. And then I serve in our church. Rồi sau đó thì tôi phục vụ ở trong hội thánh. I am now the incoming chairman of our board. Và cái bây giờ tôi là chủ tịch. So this is a huge responsibility. Cho nên đây là một cái trách nhiệm của chairman. And then I have other ministries. Chairman of the board of elders. Thì tôi bây giờ là chủ tịch của cái hội đồng trưởng lão, tức là tôi nhận thêm một cái trách nhiệm mới. Aside from this, I'm also involved in other ministries of other organization. Và ngoài những cái công việc đó thì tôi cũng tham gia vào trong cái công việc ở trong những cái tổ chức khác. Now I need to be able to discern well. Tôi cần phải có khả năng phân biệt thật là giỏi. Purposely. Tức là phải có mục đích, cái chủ đích. Clearly. Cách rõ ràng. What God wants me to do. Cái điều mà Chúa muốn tôi làm. Not what men want me to do. Chứ không phải là điều mà con người muốn tôi làm. Because many people invite. Bởi vì có rất là nhiều người họ mời, họ gọi. They say, would you come and help us? Họ nói là, ông đến giúp đỡ chúng tôi được hay không? Would you join our board? Tham gia vào trong cái hội đồng của chúng tôi được hay không? If I keep saying yes to all this. Nếu mà tôi cứ hễ khi nào người ta mời là tôi nói yes hết. I don't think I will live long. Thì thiết nghĩa là tôi sẽ không có sống lâu được. This is the reason why my hair turned white. Đó là lý do mà một phần lý do đó mà bây giờ tóc của tôi nó trở nên màu trắng rồi. Very important, brothers and sisters. Anh chị em, đây là điều rất là quan trọng. That you understand fully. Là quý vị cần phải hiểu biết một cách trọn vẹn.
God's purpose for you as pastors. Khi quý vị là mục sư, quý vị cần phải hiểu được mục đích chương trình giáo hội của Chúa cho mình. You need to be able to bring yourself to the barest minimum that God wants you to accomplish. Quý vị cần phải là người có khả năng trở lại ngay cái lúc hay là cái thời điểm mà Chúa muốn quý vị có mặt. Because more is not necessarily accomplishing lots. Bởi vì quý vị làm những công việc cũng có nghĩa là quý vị hoàn thành được nhiều cái công việc, bởi vì nhiều khi trong số đó là những cái việc trong rỗng. But less can actually provide more. Nhưng mà khi chúng ta làm ít việc đó, nhưng mà nhiều khi hiệu quả nó là nhiều. When the less is the most significant things that God wants for you. Nhưng với điều kiện cái công việc ít đó mà quý vị làm đó là cái điều mà Chúa muốn quý vị làm. You understand what I'm saying, brothers and sisters? Thưa anh chị em, quý vị có hiểu cái điều tôi muốn nói không? So determine in your life, for your life. Cho nên quý vị hãy đưa ra cái quyết định cho chính cuộc đời của mình. When you go to the Lord in prayer tonight. Buổi tối ngày hôm nay khi quý vị đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hammer it inside of you. Hammer it inside of you. Quý vị hãy gọi là hammer. Or emphasize it, make it clear. Quý vị hãy làm nó, quý vị hãy nhấn mạnh cái điều đó ở trong tâm lòng của mình. It means wrestle with God. Có nghĩa là thì quý vị hãy chiến trận với Chúa giống như ông Gia-cốp vậy đó. And ask Him. Và hỏi Chúa. Lord, if I am going to live for another 10 years, 15 years, 20 years. Và Chúa ơi, nếu mà con phải sống thêm 10 năm, 15 hay 20 năm nữa. What are the most significant things? Thì những cái điều quan trọng nào that you want me to accomplish? Mà Chúa muốn con hoàn thành. Purposeful. Quý vị cầu nguyện có chủ đích. The last one is what we call the lack of enduring tenacity. Và cuối cùng đó là gì? Là chúng ta thiếu cái sự kiên nhẫn. Many of us, nhiều người trong chúng ta can start so well. Bắt đầu thì rất là tốt. But we finish very poorly. Nhưng mà kết thúc thì rất là tệ. Right? Đúng không? At the beginning we're so excited. Lúc ban đầu chúng ta đầy dậy cái nhiệt huyết, cái sự hứng khởi. We are full of energy. Đầy dậy năng lượng. But in the middle of our journey. Giống như lúc đầu cái việc học rất là sung, nhưng bây giờ siêu. Serving the Lord. Khi mà chúng ta ở trong chức vụ mới bắt đầu học việc Chúa. Many challenges come. Nhưng mà sau đó có nhiều thử thách nào là buồn ngủ rồi đói bụng, ví dụ vậy. Problems come. Rồi có nhiều cái nan đề. Trials come. Những sự thử thách. There's no fun. Thì lúc đó không còn cái sự vui vẻ đâu nữa. No money to support the ministry. Không còn tiền để mà hỗ trợ cái chức vụ học việc Chúa nữa. Many workers are going away. Nhiều cái nhân sự đã bỏ đi hết rồi. And so we're like climbing a high mountain. Lúc này chúng ta giống như là đang đi leo lên đỉnh Everest. We feel so tired. Và mình thấy ôm mệt quá. We're losing our endurance. Mình mất đi cái sự gọi là cái dẻo dai. And in the middle we collapse. Và thế là ở giữa đường mình té. But it should not be the case for you and I. Nhưng mà quý vị và tôi đừng rơi vào cái trường hợp như vậy. We need to understand what it is to have an enduring tenacity. Chúng ta cần phải hiểu được thế nào là một cái người có cái sức chịu đựng, gọi là sức bền á, để học về Chúa. What keeps us going? Cái điều gì giữ chúng ta cứ liên tục tiến tới về phía trước? What energizes us? Và cái điều gì thêm cái năng lượng cho chúng ta? Did you know that rest is very important? Quý vị có biết cái sự yên nghỉ trong Chúa rất là quan trọng không? Don't work as pastors like a buffalo. Hỡi các mục sư, xin quý vị đừng có làm việc giống như là con trâu. Because we're not buffaloes. Bởi vì chúng ta không phải là con trâu. Right? We're created in the image of Christ. Bởi vì chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng của Đấng Christ. So make sure that you pace yourself and you do your schedule well. Cho nên quý vị hãy đảm bảo là gì? Mình có cái lịch trình làm việc, hãy đảm bảo là mình thực hiện theo đúng những cái chương trình giao nhiệm. Now let's go to embracing God's fourfold calling in our lives. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái việc là chúng ta hãy nắm bắt cái sự kêu gọi là bốn chiều đích của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. See, when God called you to be a pastor. Khi mà Chúa kêu gọi quý vị làm sư. First of all, He calls you to Himself. Thì trước hết là Chúa ngài kêu gọi quý vị cho chính ngài. Secondly, He calls us to an abundant life. Và thứ hai nữa là Chúa ngài kêu gọi chúng ta vào đời sống dư dật. Pastor Paul talked about having an abundant life a while ago. Và cái lúc trước thì mục sư có chia sẻ về cái việc chúng ta có đời sống dư dật.
No, it doesn't necessarily mean becoming the richest man in the world. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải trở thành cái người giàu có nhất ở trên thế giới này. Although I will not mind that. À, I will not mind that if God gives me many wealth. À, nếu mà Chúa làm cho tôi giàu có đó thì cũng không sao, tôi nhận. We can go to the highlands of Vietnam and preach the gospel. À, bởi vì sao? Có tiền rồi có thể đi lên mấy cái vùng cao nguyên để mà giảng tin lành. And not worry about money. Và không cần lo phải lấy tiền đi đâu nữa. Or we can have a bigger building. Hay là chúng ta có thể xây một cái nhà thờ lớn để mấy anh em kia không cần phải ngồi ở tầng ba. May God make it happen. Đó, nguyện Chúa làm thành điều đó, quý vị nói amen. Amen. He also called us to his people. À, Ngài cũng kêu gọi chúng ta đúng không? Cho dân sự của Ngài. And he also calls us to his mission. Và Chúa Ngài cũng kêu gọi cho chúng ta cho sứ mạng của Ngài. Now we're going to take a look at various scriptures. Bây giờ chúng ta sẽ xem một vài câu kinh thánh. So going back to the first call, God calls us to himself. Chúng ta trở lại với cái sự kêu gọi đầu tiên, đó là Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi chúng ta trở về với chính Ngài. Look at what God says in Deuteronomy 7:6. Chúng ta hãy xem ở trong Phục Truyền đoạn 7 câu 6. Chúa nói gì ở đây? It says we are God's holy people. Nói là chúng ta là dân thánh của Đức Chúa Trời. Would you read that please? Yes. Are you still okay? Quý vị ở dưới có theo kịp không? Yes. Ở trong Phục Truyền Luân Lê Kíp đoạn 7 câu số 6. Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất đặt làm một dân thuộc riêng về Ngài. See, you are a holy people called by God unto himself. Quý vị là dân thánh được Đức Chúa Trời kêu gọi cho chính Ngài. Now this verse may be referring to the nation of Israel. Tất nhiên cái câu này á là nói về dân tộc Israel. But because we have become part of the new covenant in Christ Jesus. Nhưng mà bởi cớ chúng ta đã trở thành một phần ở trong giao ước, ở trong Đức Chúa Jesus Christ. When we turn from our sins and trust in Him to become our Savior and Lord. Và ở trong giao ước đó là khi chúng ta xem khỏi tội lỗi và chúng ta đặt niềm tin và tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm Đấng cứu thế của chúng ta. We have become part of the new covenant. Và bởi vậy chúng ta đã trở thành một phần ở trong giao ước mới. And therefore, strictly speaking, we are part of God's holy people. Chúng ta có thể nói là gì? Chúng ta là một phần ở trong dân sự của Đức Chúa Trời. The Lord your God has chosen you. Chúa Đức Chúa Trời quý vị đã kêu gọi quý vị. Now I want you to look at the person seated next to you. If he's sleeping or she's sleeping, don't wake him up. Quý vị nghe kỹ này. Quý vị hãy nhìn cái người bên cạnh của mình. Nếu một người đó đang buồn ngủ, đừng có đánh thức. Just lay your hands and pray. Cứ đặt tay vào đầu mình. Nhìn đi. No, I want you to tell that person. Đừng có nói gì cả, đặt tay của mình không. You have been chosen by God. Anh chị em được Đức Chúa Trời kêu gọi. You have been chosen by God. Anh chị em được Đức Chúa Trời kêu gọi. Chosen by God. Chosen by God. Chosen by God. Được Chúa kêu gọi. Được Chúa kêu gọi. And here is how it is described. Chosen by God as His treasured possession. Có nghĩa là gì? Chúng ta được Đức Chúa Trời kêu gọi đúng không ạ để trở thành cái của báu quý giá cho chính Ngài. Can you imagine out of many nations in the world God chose one nation unto himself? Quý vị có thể nào tưởng tượng được đây không? Rất là nhiều quốc gia mà nhưng mà Đức Chúa Trời chỉ chọn một quốc gia duy nhất để thuộc riêng về chính Ngài mà thôi. Out of the millions of Vietnamese in Vietnam. Trong số hàng triệu người ở tại đất nước Việt Nam này, God had handpicked you. Đức Chúa Trời đã lấy chính tay của Ngài mà bốc quý vị. Personally. Bốc quý vị từng người một. And the Bible says you are a treasured possession. Và sách Phục Truyền nói là gì? Anh chị em là những tài sản quý báu của Chúa. Now if I'm going to ask you, what is the most treasured possession you have in your house? Bây giờ nếu tôi hỏi quý vị đó, ở trong nhà cái tài sản nào của quý vị là quý nhất? What will that be? Đó thì cái tài sản đó là cái gì? Car? Có phải là ô tô không? Piano? Có phải là cái đàn piano không? What? Hay là cái gì? But we have something that we treasure, right? Tất nhiên là chúng ta có cái điều gì đó mà chúng ta quý giá, chúng ta trân trọng nó đúng không? And the things that we treasure do not last forever. Nhưng mà cái vấn đề là gì? Những cái điều mà chúng ta quý báu, quý giá đó, thì nó không có tồn tại đâu. So, my dear Pastor
brothers and sisters. Cho nên hỡi những người mục sư và anh chị em yêu dấu của tôi. When you feel like giving up, à, cái lúc mà quý vị cảm thấy dường như muốn bỏ cuộc. When you are discouraged, khi mà quý vị nản lòng. When you're losing your strength, khi mà quý vị mất đi sức mạnh. When your wife is not talking to you, khi mà về nhà vợ không nói chuyện với mình nữa. Remember this, hãy nhớ cái này. You are God's treasured possession. Anh chị em là tài sản quý báu của Chúa. You are important to Him. Quý vị là quan trọng với Chúa. Never lose sight of that. Đừng có bao giờ đánh mất cái điều đó. Because He has called you unto Himself. Bởi vì chính Ngài đã kêu gọi quý vị là thuộc riêng về Ngài. Amen. Amen. Làm mẹ về lần sau vợ lại nói chuyện thế thôi. See, you look at the faces in this room. Quý vị hãy nhìn vào những khuôn mặt ở trong cái căn phòng này. Go ahead and look. Nhìn đi, nhìn những khuôn mặt ở trong căn phòng này. Quý vị nhìn qua, nhìn lại, nhìn trước, nhìn sau. Đừng cúi xuống là được. These are the faces you will see in heaven. Đây là những khuôn mặt, những dung nhan mà quý vị sẽ nhìn thấy trên thiên đàng. And some of you are saying, "Oh no." Well, có người trong quý vị nói, "Oh, không chưa." I know you're happy. Hả? Nói về tôi biết quý vị rất là hạnh phúc. Now, another verse in the New Testament, 2 Peter 1:3. Hả? Thêm một câu kinh thánh nữa ở trong Tân Ước, ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu số 3. All right. I want us to read that. Read that aloud. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu số 3. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và những đức mà gọi chúng ta. I want you to look at the last phrase of that verse. Tôi muốn quý vị hãy xem kia cụm từ cuối của cái câu đó. It says, "Him who called us to His own glory and excellence." À, thì nói như thế nào? Ngài đã kêu gọi chúng ta thuộc riêng về chính Ngài, y theo cái sự vinh hiển và nhân đức cái sự tối vượng của Ngài. That's how important you are to God. À, quý vị quan trọng với Đức Chúa Trời là như vậy đó. See, it's not about talents or looks or abilities. It is about what Christ has done for you. À, cái vấn đề không phải là quý vị trông ra làm sao, quý vị có tài năng, có ân tứ gì hay không, không phải. Mà quan trọng đó là những gì mà Chúa Jesus đã làm trong quý vị. You are so precious to Him that He died for you. À, đối với Chúa Ngài, quý vị là những người rất có giá trị đến nỗi Ngài phải chết vì quý vị. Amen. Amen. My prayer for the country of Vietnam. Đây là lời cầu nguyện của tôi dành cho nước Việt Nam. Is that the whole Vietnam will come to the saving grace of Jesus Christ? Đó là gì? Cả đất nước Việt Nam sẽ đến đúng không? Ân sủng cứu chuộc của Chúa chúng ta. And God is going to use every single one of you. Và Chúa sẽ sử dụng mỗi một người trong quý vị ở đây, dù quý vị đang buồn ngủ bây giờ. You know, just listening to the testimony of the Hmong tribe people. Khi mà lắng nghe những lời làm chứng của anh em người Hmong. A few of them who heard the gospel through radio. À, đúng rồi. Một số người trong họ đã nghe phúc âm của Chúa qua radio. Believed and trusted Jesus Christ. À, họ đã tin nhận Chúa Giêsu Christ. Now we are seeing these young men called by God as pastors. À, thì lúc này chúng ta thấy có một cái người thanh niên được Chúa kêu gọi để làm mục sư. And Pastor Duke was telling me that you take care of about 4,000 people in your tribe. À, và mục sư cho tôi biết là ông mục sư trẻ này đang chăm sóc cho hơn 4,000 tín đồ ở trong cái đồng bào người Hmong của mình. I do not have the ability to understand that. Tôi không có khả năng để mà hiểu thấu được cái điều đó. That is the power of God. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời anh chị em. He called you to His own glory and excellence. À, Ngài kêu gọi anh chị em đúng không ạ? Tới cái sự vinh hiển và cái sự tối ưu của Ngài. So don't waste your life. Cho nên quý vị đừng lãng phí cuộc đời nữa. Make it count. À, quý vị hãy làm cho cuộc đời của mình có giá trị. Amen. Tap the shoulder of the person next to you. Make your life count. À, đúng không? Bây giờ là lúc mà quý vị cần phải vỗ vai người bên cạnh. Sống cuộc đời có giá trị đi. Don't give up. À, đừng bỏ cuộc. We will journey together. À, chúng ta sẽ cùng chiến thắng với nhau thôi. Còn 30 phút nữa thôi. Đó. Amen. Amen. Secondly. Thứ hai. Right? It's already 5:30. À, 5:30 rồi. Tính sao luôn. I promise you we will end by 6 p.m. À, tôi hứa với quý vị đó là đúng 6 giờ chúng ta kết thúc. Tomorrow. Ngày mai.
Okay. Secondly, 6 giờ ngày mai. God calls us to His abundant life. Thứ hai nữa là Chúa ngài kêu gọi chúng ta vào đời sống dư dật. Look at John chapter 10 verse 10. This is Jesus Christ talking. Chúng ta xem ở trong Giăng đoạn 10 câu số 10. Đây là lời mà Chúa Giêsu nói. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Amen. 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 Do you like your life? Quý vị có muốn đời sống dư dật không? Amen. Are you experiencing the blessings of God? Quý vị có đang kinh nghiệm các phước hạnh của Đức Chúa Trời hay không? Yes. If you are, give Him the glory. Yes. Give Him the glory if you are experiencing. Nếu quý vị kinh nghiệm được điều đó thì hãy dâng vinh hiển cho Chúa đi. Secondly, Job 33 verse 4. Rồi, thứ hai nữa là trong sách Job đoạn 33 câu số 4. Job is saying, the Spirit of God made me, and the breath of the Almighty gives me life. Ở trong đoạn 33 câu số 4, quý vị. Sách Job đoạn 33 câu số 4. Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của Đức Toàn Năng ban cho tôi sự sống. I think if there is one person on earth, có một người ở trên đất này, who experienced the most difficult trials in life, đã trải qua cái sự thử thách gọi là khó khăn nhất ở trong cuộc sống này. It is Job. Đó chính là ông Giả-ôm. Xin lỗi ông Job. Xin lỗi quý vị. Job. 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 Yeah. I need to fix him Vietnamese. Tôi nghe sai ông xin phải dạy lại ông Việt. Remember, he was very wealthy. Chúng ta nhớ cái đó, ông này rất là giàu có. And of course, Satan challenged God that the reason why he's wealthy is because he has so much wealth. Và đó là lý do mà Satan bị đặt thách thức Đức Chúa Trời, nói rằng ông Job đã kia bởi vì đó ông đã rất là giàu có. It's because you just keep blessing him. Bởi vì Chúa liên tục ban phước cho ông ta. To make the long story short, God allowed Satan to put him to a test. Và tôi cắt ngắn cái câu chuyện lại, và đó chính là cái cơ hội để mà Satan thử thách ông Job. Now, if you have not read the story, nếu quý vị chưa đọc câu chuyện của Job, I want you to relax and I will tell it to you. Thì tôi muốn quý vị hãy thư giãn, tôi sẽ kể cho quý vị nghe. And it will take 2 hours. Và sẽ cần 2 tiếng để là tiếp tục rồi là đọc sách kinh bản đó. So are you ready for another fasting? Và quý vị có sẵn sàng cho kinh giờ kiên ăn tiếp theo không? They will not like me. Nói như vậy các anh quý vị không thích tôi đâu. Anyway, Job lost his wealth, his family. Ông Job đã mất tài sản, mất gia đình. And all of his possessions. Và tất cả tài sản của ông đã mất hết. On top of that, và đã đỉnh điểm là gì? He was stricken with a very very bad illness. Ông đã bị một cái bệnh. He started to have boils. Và ông ta bắt đầu nổi những cái cục là cái chúng như là bị all over his skin. Ở trên khắp toàn da của mình. And you do not want to get near him. Và mình sẽ không có muốn tới gần ông Job. Yet at the end of his life, nhưng mà về cuối đời, Job is saying, ông Job nói như thế này, the Spirit of God had made me. Thần linh Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi. The breath of the Almighty gives me life. Và hơi thở của Đức Toàn Năng ban cho tôi sự sống. My dear pastors, hỡi các mục sư thân mến, I know that some of you are going through some serious trials in life. Tôi biết là một số người trong quý vị đang trải qua những cái sự thử thách rất là lớn ở trong cuộc đời. Am I correct in saying this? Không biết là tôi nói điều này có chính xác với quý vị hay không. But whatever it is that you're going through, nhưng mà dù quý vị đang trải qua điều gì đi chăng nữa, never lose sight. Quý vị đừng có bao giờ đánh mất cái tầm nhìn của mình. Of the truth. Quý vị đừng bao giờ đánh coi là hướng cái mắt của mình xa khỏi lẽ thật. That you are important to God. Lẽ thật là gì? Quý vị là người quan trọng với Đức Chúa Trời. Amen. Never give up. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Amen. You know, in my own personal journey as a pastor, trong hành trình cá nhân của tôi với tư cách là một mục sư, I went through many, many, many trials. Tôi đã trải qua rất nhiều cái sự thử thách. One of which is when my eldest son became very ill. Và một trong số đó là lúc mà cái người con cả của tôi đó, nó bị ốm nặng.
When he was 10 years old, khi nó 10 tuổi, he was diagnosed with brain cancer. Đó, thì người ta chẩn đoán là nó bị ung thư não. He almost died. Còn sắp chết. The doctors told us he only had 2 months to live. Và bác sĩ cho chúng tôi biết là còn chỉ sống được 2 tháng nữa thôi. You know, I could have questioned God. Lúc đó tôi có thể đặt câu hỏi với Chúa. I could have told him, I'm serving you, but why do you give me this kind of problems? Tôi đã có thể hỏi Chúa là con phục vụ Ngài nhưng mà tại sao Chúa lại cho con những cái nan đề như thế này? And that journey took us 15 years. Và chúng tôi đã trải qua cái hành trình 15 năm trong cái sự thử thách đó. I wish I could give you the details. Ước gì tôi có thể kể chi tiết cho quý vị. But it was the most difficult moment in our lives. Nhưng mà đó là cái thời điểm và khó khăn nhất ở trong cuộc đời của chúng tôi. In 2013, vào năm ngày 3 years ago, ba năm trước, my son had a major operation. Thì con của tôi đã trải qua một cái ca phẫu thuật. The doctor opened his head. This big. Thì cái bác sĩ họ đã mổ cái đầu của tôi, cái gây sau phòng mổ rất là đau. And took out part of the tumor. Và họ đã lấy ra một phần của cái khối u đó. We thought he would die. Lúc đó chúng tôi nghĩ là con sẽ chết. But after 6 months, nhưng mà sau 6 tháng, he began to recover. Thì con tỉnh lại. And then in 2014, và năm 2014, the doctors declared him, thì bác sĩ tuyên bố, completely clean. Con được sạch hoàn toàn khỏi khối ung thư đó. By miracle, God healed him. Và bởi phép lạ, Đức Chúa Trời đã chữa lành cho con. Amen. You saw his picture. My eldest son went on to finish his college education. Thì con trai của tôi sắp sửa thì học xong đại học. He's a conductor. He's a classical musician. Nó không phải là một cái bác sĩ nhưng mà nó học về cái gọi là âm nhạc cổ điển. He graduated in the conservatory without missing a single semester. Và cậu đã theo học và không có bỏ lỡ bất cứ một cái học kỳ nào. Now he's taking his master's. Và bây giờ cậu đang học về cái bằng thạc sĩ. Studying Japanese. Và đang học tiếng Nhật. Because he wants to go to Japan to be a missionary. Bởi vì muốn đi qua Nhật Bản làm giáo sĩ. God is good. Chúa là tốt lành. He is the one that breathes us life. Ngài là đấng đã hà hơi sự sống. So let me encourage you this afternoon. Thế nên buổi chiều ngày hôm nay hãy để tôi khích lệ quý vị. Don't give up. Đừng bỏ cuộc. Amen. But give your life balance. Nhưng mà hãy để cho cuộc đời của mình có cái sự cân bằng. Amen. 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 Look at the person next to you. Nhìn người bên cạnh của quý vị đi. You say, keep your life balance. Hãy nói, hãy sống cân bằng nha. Because God is not finished with you yet. God is not finished with you yet. You still have many things to accomplish. Còn nhiều điều để mà làm nữa. Chúa chưa xong với quý vị đâu. Nói tiếp đi. We better move on. Chúng ta sẽ tiếp tục. Number 3. Rồi, thứ 3. God calls us to His people. Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi chúng ta đến với dân sự của Ngài. We are God's people. Chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. People of God to grow. Quý vị có muốn dân sự này của Đức Chúa Trời tăng trưởng không? Because God would like to add more Vietnamese to this group. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài muốn thêm nhiều người Việt Nam đi vào trong nhóm này nữa. Many more tribes to reach. Tức là nhiều nhóm sắc tộc được chinh phục về tay Chúa hơn. So I want you to know that you have been called by God to His people. Cho nên tôi muốn quý vị biết rằng chính Đức Chúa Trời đã kêu gọi quý vị cho dân tộc của Ngài. We are to encourage one another. Chúng ta phải khích lệ lẫn nhau. We are to minister to one another. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. We are to set each other on fire. Chúng ta phải là những người nung đốt nhau. Not literally, okay? Không phải là nó theo nghĩa đen nha. Đừng có lấy than đốt đọc mình. I mean encourage one another. Ý tôi là gì? Chúng ta khích lệ lẫn nhau. I will be behind you. I will be behind
each other. Chúng ta được kêu gọi cho nhau. Amen. Amen. Whether you like it or not, dù quý vị thích hay không, I am your brother. Quý vị thích hay không thì tôi vẫn là người anh em chồng của quý vị. Amen. You cannot escape that reality anymore. Quý vị không thể nào trốn thoát khỏi cái thực tại đó được nữa đâu. Muộn quá rồi. You know, sometimes we have favorites, right? Oh, I like this man. I don't like him very much. I like him a lot. Oh, I can put up with him. Rồi chúng ta nói, ô, tôi thích cái người này, nhưng mà tôi không thích cái người kia. Tôi khá thích cái người này, nhưng mà cái người kia thì tôi không có chịu được. It should not be like that. Không, đừng như thế. Because in the eyes of God, bởi vì ở trong mắt của Đức Chúa Trời, we stand equal. Tất cả chúng ta đều đồng đẳng, bình đẳng với nhau. Pastor Paul emphasized that a while ago. Ông mục sư Paul nhà đó đã nhấn mạnh cái điều đó cho chúng ta rồi. It's not how big the church is. It's not how small the church is. Cái vấn đề không phải là hội thánh lớn hay là hội thánh nhỏ. It's not even how good looking he is, better than me. Dù là cái người này da trắng hay cái người này da đen cũng là vấn đề. We stand equal before God. Tất cả chúng ta đều đồng đẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Because it is His grace that brought us together. Bởi vì chính ân sủng của Đức Chúa Trời đã đem chúng ta lại với nhau. Number four, God calls us to His mission. Thứ tư là Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta vào trong sứ mạng của Ngài. You ever realize the reason why we do this is because we have a mission from God? Và quý vị có bao giờ thắc mắc không? Lý do chúng ta làm cái điều này đó là gì? Chúng ta đang thực hiện cái sứ mạng của Chúa. We are in this mission together. Chúng ta đang ở trong cái sứ mạng này cùng với nhau. You know, the first time I came to Ho Chi Minh. Lần đầu tiên mà tôi đến là thành phố Ho Chi Minh. I went to the military museum, the war museum. Thì tôi đã đến cái bảo tàng của đội. Well, what is that other place where you? Micro Delta? Yeah, Mekong? Mekong. Yeah, yeah. Micro Delta. Mekong Delta. Is this being recorded? Leave that part. Chúng tôi cũng đã đến cái vùng gọi là vùng Mekong. You know, during the war. Yeah, trong cái thời chiến tranh. Now I do not mean to refresh your memories and cause you pain. À, quý vị đừng có hiểu nhầm nha. Nói cái điều này không phải là tôi muốn gợi nhớ lại cái nỗi đau quá khứ dí dỏm của quý vị đâu. But I believe during that time, Vietnamese people were very united. Nhưng mà tôi tin trong cái thời kỳ đó, người dân Việt Nam họ rất là hiệp một với nhau. To fight the enemies, right? Để mà chống lại kẻ thù, đúng không ạ? Because we treasure our freedom. Bởi vì chúng ta trân trọng cái sự tự do, không gì quý hơn độc lập mà. But you know, because we are God's people. Nhưng mà bởi hết chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời. And we have been called, given a mission. Và chúng ta được kêu gọi và được ban cho một sứ mạng. All the more that we need to be united with one another. Thì đáng lẽ ra chúng ta phải càng hiệp một với nhau hơn nữa. Some of us are stronger than the others. Có người đó thì người này thì mạnh hơn người khác. Others are weaker, right? Có những người họ yếu hơn chúng ta phải không ạ? That's the reason why Paul says we need to spur each other, or encourage one another. Đó là lý do mà Paul nói là chúng ta hãy khích lệ và nâng đỡ, đúng không? Những người kém đức tin hơn. What is our mission in life? Có một cái tham vọng ở trong cuộc đời. Our mission is to know Christ. Đó là gì? Chúng ta phải có tham vọng là gì? Sứ mạng chúng ta là gì? Phải biết được Christ. And to make Him known. Đó, và phải bày tỏ để người khác biết về Ngài. This is why we do what we do. Đó là lý do mà chúng ta làm những gì chúng ta làm. With passion. Đó, chúng ta làm với cái lòng đam mê nhiệt huyết. With everything that we got. Đó, bằng tất cả những gì mà chúng ta có. This is why we sacrifice things. Đó là lý do mà chúng ta hy sinh tiền tài, của cải, vật chất. You know, when I came here in Vietnam, khi mà tôi đến ở tại Việt Nam, day one he already made me suffer. From day one, Pastor Duc already made me suffer. Khi mà tôi đến Việt Nam thì lần đấy mục sư Đức ngay cái ngày đầu tiên đã khiến tôi phải chịu khổ rồi. He kept feeding me. Ông mục sư Đức lúc nào cũng cho tôi ăn hết. With delicious Vietnamese soup. Dở thì không nói nhưng mà đằng này toàn thức ăn Việt Nam ngon không? This is suffering for Jesus. Đây là cái sự chịu khổ vì Chúa Giêsu. And I love this kind of suffering. Và tôi thích gọi là cái sự chịu khổ như thế này. Brothers and sisters, hỡi anh chị em, in all seriousness, tôi nói với một cái sự thận trọng.
it is never easy sẽ không bao giờ dễ dàng to serve God. Phục vụ Chúa thì không bao giờ là dễ dàng. We face opposition. Chúng ta sẽ đối diện những sự chống đối. This is the reason why many Christians die as martyrs. Đó là lý do mà nhiều cái đông nhân đó họ tử đạo. The likes of the Apostle Paul who suffered greatly and Peter. Ông sư đồ Phaolô và Phêrô đã chịu đựng rất là nhiều. And many other Christians in the first century church. Và nhiều cái đông nhân khác ở trong hội thánh trong thế kỷ đầu tiên. Even in our time, many Christians are being persecuted. Và ngay cả trong cái thời của chúng ta, nhiều cái đông nhân đang bị bắt bớ. But we do not lose heart. Nhưng mà chúng ta đừng có. We will never give up. Nản lòng, đừng có bỏ cuộc. We will continue on. Chúng ta sẽ tiếp tục. Because we have a mission. Bởi vì chúng ta có sứ mạng, chúng ta có tham vọng. And our commander is Jesus Christ. Và tư lệnh của chúng ta là Chúa Jesus Christ. We will obey Him. Chúng ta sẽ nghe theo lời của Ngài. We will proclaim Him. Và chúng ta sẽ công bố về Ngài. Because God called us unto His mission. Bởi vì Chúa Ngài kêu gọi chúng ta vào trong sứ mạng của Ngài. Amen. 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 They're tired. Không xin lỗi là quý vị mệt rồi. Now, here are some important things that we need to consider. And I'm just going to be short now with this thing. Very brief. Đây là những cái chìa khóa rất là quan trọng mà chúng ta cần phải nắm bắt, nhưng mà tôi sẽ nói ngắn gọn cho quý vị thôi. Your compass. Quý vị biết cái compass không? Compass người ta vẽ hình tròn đó. Each of us has a built-in compass. Mỗi một người trong chúng ta đó thì đều có cái compass. You know what the compass is, right? Mình biết compass mà đúng không? Now, if you are going to try to find the direction you're in the middle of a forest, let's say. Ví dụ như là quý vị đang ở trong một cái cánh rừng. You would like to find where north is. Tức là giống như cái la bàn này đó. Và quý vị muốn biết hướng bắc nó nằm ở chỗ nào. You look at the compass where the needle points to the north. Và quý vị nhìn vào cái la bàn đó và xem thử là nó chỉ hướng bắc về hướng nào. See, if we do not take care of the compass of our lives. Nếu mà chúng ta quan tâm tới cái la bàn của cuộc đời chúng ta đó, we will never find our way. Thì nếu chúng ta không quan tâm tới nó thì chúng ta sẽ lầm đường lạc lối. And that compass should always point to Jesus Christ. Và cái hồi nãy nói cái chữ gì cũng mất rồi. Còn cái la bàn đúng rồi. Nếu mà chúng ta không có cái la bàn á thì chúng ta sẽ không bao giờ đến với Chúa Giêsu được. Alright, you got it. Cảm ơn quý vị. Your compass, is it working well? Cái la bàn của quý vị như thế nào, có đang hoạt động tốt không? Does your compass point to the true north? Xin lỗi, cái la bàn của quý vị có thực sự đang chỉ đúng về hướng bắc không? Hay là chỉ lộn hướng? If your life is messed up, nếu cuộc đời của quý vị mà nó không có trật tự, your compass will not work well. Thì cái la bàn sẽ không có hoạt động tốt và chuẩn xác. Your compass needle has to point to Jesus Christ. Cái la bàn của quý vị đó thì lúc nào cũng phải chỉ cho quý vị về Chúa Giêsu. So take good care of your compass. Và nên hãy chăm sóc tốt cho cái la bàn. Your heart. Your heart. Make sure that your heart is in tune with Jesus Christ. Hãy đảm bảo là cái lòng của quý vị đó đồng một vần hòa một điệu với Chúa Giêsu. You know, sometimes we think that it's about ministry, it's about family, it's about doing this. It's not like that. Đôi khi chúng ta nghĩ là, bây giờ sự hợp với Chúa, với gia đình, cái này, nhưng mà không phải như vậy đâu. It is about Jesus Christ. Vấn đề là gì? Về Chúa Giêsu. So make sure. Cho nên hãy đảm bảo that He has your heart. Là gì? Quý vị dâng tấm lòng của mình cho Chúa. Fully. Dâng trọn, chứ đừng có dâng từng miếng một. I'll give you three illustrations of the kings that reigned in the nation of Israel. Bây giờ tôi sẽ cho quý vị ba cái ví dụ về cái người vua mà cai trị ở tại đất Israel. Who was the first king? Ông vua đầu tiên là vua gì? King Saul. Là vua Saul. No heart. King Saul has no heart for God. Ông Saul không có tấm lòng cho Chúa. Second king, ông vua thứ hai, King David, vua David, has a whole heart for God. Ông là một người dâng cả tấm lòng cho Chúa. That's why he was called
The friend of God. Đó là lý do ông được gọi là bạn hữu của Chúa. A man after God's own heart. Đó là người có tấm lòng của Đức Chúa Trời. Even when he fell into sin, he was still man after God's own heart. Đó, mặc dù ông còn là xa nhà, rơi vào tội lỗi, nhưng mà ông vẫn là người có tấm lòng của Đức Chúa Trời. And we need to have this kind of heart, the heart of David. Và chúng ta cần phải có tấm lòng giống như là David. And then Solomon succeeded him. Rồi sau đó thì ông Solomon là cái người kế tục David. But because of wealth and influences of other nations. À, nhưng mà bởi có cái sự giàu có và ảnh hưởng của những cái đất nước khác. Solomon was half-hearted. Thì lúc này ông Solomon đó là nửa lòng. There were many compromises in his life. Ở trong cuộc đời của Solomon nó có rất là nhiều cái sự phá hiểm. And that's not the heart that God desires. Đó không phải là một tấm lòng mà Chúa muốn. We need to take good care of our heart. Chúng ta phải chăm sóc kỹ tấm lòng của mình. Does your heart belong to Jesus? Bởi vì sao tấm lòng của chúng ta thuộc về Chúa Giêsu? You look at the person sitting to you. Does your heart belong to Jesus? Nhìn người bên cạnh đó có bị nói đi nói với cả tấm lòng của mình, lòng của mình thuộc về Chúa Giêsu. Some of us is saying, my heart belongs to my wife. Có người trong chúng ta thì nói, không đâu, lòng tôi thì thuộc về vợ tôi. That's not what I mean. It should belong to Jesus. À, cũng vậy đó, tôi muốn quý vị hãy để tấm lòng của mình thuộc về Chúa Giêsu. Amen. All right. So you need to get the right perspective, okay? Cho nên chúng ta cần phải có một cái tầm nhìn tốt. Đúng. The center of our life should be Jesus Christ needs to be the center of our lives. Chúa Giêsu Christ phải là trọng tâm cuộc đời của chúng ta. I do not know if you have seen a fulcrum. Fulcrum. You know what a fulcrum is? When a ledger is let's say a big board. Okay, you want to balance it. You put something underneath it with a pointed thing so that you can balance. Là cái có cái ai biết like this. Cái này nè quý vị, cái đó, right. Cái bọc bình đúng không? Fulcrum is the thing that's in the middle. Trục cân bằng. Trục cân bằng. Tuy nhiên cái bọc bình nó có cái cục cân bằng ở giữa để nó có thể đứng thẳng vậy nè quý vị, hiểu không? Yeah. Yes. You know, when the ledger is that balanced, you put weight on either side to keep it balanced, right? À, và cái chúng ta cần phải làm cho cái hai cái đầu nó cân bằng đúng không ạ? Or you adjust it to where you will meet the balance of the ledger. À, nếu mà chúng ta đặt ở giữa thì nó sẽ cân bằng hai bên, còn nếu mà chúng ta điều chỉnh cái cọc cân bằng ở dưới thì nó sẽ thay đổi cái độ cân bằng của hai đầu. But the fulcrum doesn't move. It's always steady. Nhưng mà cái cọc đó thì nó không có thay đổi mà nó cứ luôn ở đó. See, our fulcrum is Jesus Christ. Cho nên cái trọng tâm của chúng ta là gì? Phải là Chúa Giêsu. Jesus is steady. Chúa Giêsu thì ngài không hề thay đổi. To strike the balance of our lives, we need to make Christ the center of our life. Để giữ được cái sự cân bằng ở trong cuộc đời đó, chúng ta phải để Chúa Giêsu làm trọng tâm trong cuộc đời của chúng ta. Are you with me, brothers and sisters? Quý vị có hiểu không ạ? Okay, so because you understand, we believe that. Bởi vì quý vị hiểu, cho nên chúng ta tin điều đó. Thirdly, I want you to take a look at your priorities in life. Thứ ba nữa là tôi muốn quý vị hãy xem những cái ưu tiên ở trong cuộc đời của mình. Sometimes we get to thinking, we try to put our priorities in hierarchical position. Và đôi khi thì chúng ta đặt những cái ưu tiên của mình đó ở trên những cái vị trí rất là cao. We say God first here, number one. Rồi chúng ta nói là Chúa thứ nhất này. Second, my spouse, husband or wife. Thứ hai nữa là cái người phối ngẫu vợ chồng của mình nè. Then children. Rồi thứ ba là con cái. Then ministry. Thứ tư là chức vụ. And then whatever comes next. Rồi cuối cùng là những thứ tiếp theo đó, bất cứ điều gì cũng được. But it should not be the case. It should not be the case. It should not be that way. Nhưng mà chúng ta không được làm như vậy. Because all of these components are part of our lives. Bởi vì tất cả những cái phần đó là một phần ở trong cuộc đời của tôi. Chúng ta đừng có phân chia như vậy. What we need to do is to walk in God's rhythm of life. Tất cả những gì chúng ta cần làm là chúng ta bước theo cái nhịp điệu cuộc sống của Đức Chúa Trời.
Everything is important. Mỗi một thứ đều quan trọng với chúng ta cả. When Christ is the center, He's the fulcrum. Khi mà chúng ta đã đặt Chúa Giêsu làm trung tâm cuộc đời của chúng ta rồi, you will be able to discern your mind. Thì lúc đó chúng ta sẽ có khả năng để phân biệt how to strike the balance. À, làm cách nào để chúng ta giữ cái sự cân bằng. And everything will be treated important. À, và đúng không? Chúng ta sẽ đối xử với từng cái khía cạnh, đúng không? Đều quan trọng như nhau cả. You will not say ministry is more important than my wife or my wife is more important than whatever things. À, chúng ta không có thể nói là chức vụ thì quan trọng hơn bà vợ thì quan trọng hơn tất cả những thứ khác, không được. However, having said that, tuy nhiên khi mà đã nói như vậy rồi, I want you to always understand. Thì tôi luôn luôn muốn quý vị hiểu that your family is very very important. Là gia đình của quý vị rất là quan trọng. Because the instruction of the apostle Paul is that a pastor à, bởi vì cái lời dạy của Phaolô là gì? Nếu một người làm mục sư cannot manage his family well, à, và cái người đó không thể quản trị khéo nhà mình, how can he manage the church of Jesus Christ? Thì làm như thế nào mà cái người đó có thể quản lý hội thánh của Đức Christ được? You understand what I'm saying? Quý vị có hiểu không ạ? We lose our credibility as pastors if our family is neglected. À, bởi vì sao? Chúng ta bỏ bê cái trách nhiệm, chúng ta làm cái công việc Chúa nhưng mà gia đình thì bỏ bê. So walk in God's rhythm of life. Cho nên chúng ta hãy bước đi ở trong nhịp điệu cuộc sống của Đức Chúa Trời. Number four. Thứ tư. We need to put wise boundaries. Chúng ta cần phải đặt ra những cái giới hạn khôn ngoan. You know there are margins, right, in life. We need to strike meaningful margins. In other words, we do not extend ourselves or overextend ourselves to the point that we collapse physically. Có nghĩa là gì? Tức là chúng ta cần phải vẽ ra những cái đường ranh giới mà chúng ta đừng bao giờ cho phép bản thân đạt tới những cái mức độ, tức là những cái đường ranh đó để chúng ta bị sa ngã hay là bị sụp đổ. That's too long. Ông nói dài quá, thì phải thế thôi đúng không ạ? All right. You need to understand your capacity. À, chúng ta cần phải hiểu được cái khả năng của mình. If I can only do this much, nếu mà tôi chỉ làm tới cái mức này thôi, I should not try to achieve this much. Nếu mà khả năng của tôi tới đây thì đừng bao giờ cố mà làm tới cái mức này. See, walking in rhythm with God is also understanding your God-given talents and skills and abilities. À, bước đi ở trong cái nhịp điệu cuộc sống của Đức Chúa Trời đều rất đồng nghĩa với cái việc là chúng ta cần phải hiểu được cái tiềm năng, cái ân tứ, talent mà Chúa ban cho chúng ta. Are you still with me? Quý vị có hiểu không ạ? If you are say amen. Nếu quý vị nói amen. Amen. Okay. Rồi. There's one. À, có một người nói amen lớn nhất. Lastly. Cuối cùng. Do not let your ego or pride. Đừng bao giờ để cái tôi của chúng ta nó kiêu ngạo. Become an obstruction or a hindrance. À, nó trở thành một cái sự ngăn trở cho chúng ta thì không được. Isn't it amazing that some pastors are men pleasers? Vì ngày hôm nay có nhiều mục sư đó, họ trở thành những người lấy lòng của người khác, đây không còn là một cái điều làm cho chúng ta ngạc nhiên. You know they come to be recognized. Tức là họ đến để mà được người khác nhìn nhận. We are called not to become man pleasers but God pleasers. Chúng ta được kêu gọi để trở thành người làm đẹp lòng Chúa chứ không phải là người làm đẹp lòng con người. Remember in the beginning qualifications of pastors that Paul talked about. À, chúng ta nhớ lúc ban đầu chúng ta nói về những cái tiêu chuẩn của một người mục sư mà ông Phaolô nói đến không? Character is very important. À, những cái phẩm cách đó quý vị nói là quan trọng. Humility and integrity and faithfulness. À, cái sự trung tín, cái sự hạ mình, cái sự liêm chính là quan trọng. Are qualities that must be cultivated in our lives. À, đó là những cái tiêu chuẩn và cần được vun sới, cần được nuôi trồng lớn lên ở trong cuộc đời của chúng ta. We are here to please God, not men. Chúng ta có mặt ở đây để làm đẹp lòng Chúa, không phải làm đẹp lòng con người. Now let me conclude. À, tôi kết luận. Are you happy we're going to end? À, khi mà tới cái phần kết thúc rồi, không biết quý vị có cảm thấy sung sướng hạnh phúc không? Yeah. We are ending just our introduction. Chúng ta vừa kết thúc cái phần giới thiệu. We will now go to the main message. Chúng ta kết thúc cái phần giới thiệu rồi sau đó chúng ta sẽ qua cái phần khai bài. I'm just joking. Chúng ta bắt đầu. Brothers and sisters, we need to learn to balance the tensions
experience in life. Chúng ta cần phải học, và chúng ta cần phải học để cân bằng tất cả những cái sự căng thẳng mà chúng ta kinh nghiệm hay là trải qua trong cuộc sống. This is a good example of a fog room. Ở đây lúc này tôi đang thực hiện một bình ở dưới nó là một cái trục thăng bằng đó. You see the ledger? I had this. How? Có cái này mà không nhiều. There, can you see? Yeah. All right. This is an example of fog room. This is the ledger, right? Ở đây là cái một bình, nó đơn giản để hiểu một bình. So we need to make sure that we are balanced, we are connected so well. We are at the center of that point in Christ Jesus. Cho nên chúng ta cần giống như chúng ta là cái thanh nhang vậy đó. Chúng ta cần phải đảm bảo là chúng ta kết nối với Đức Christ ở đúng cái vị trí. Because chắc chắn để chúng ta giữ được cái thăng bằng. Because to balance life and ministry is to find our center. Bởi vì sao? Để mà chúng ta cân bằng giữa đời sống và chức vụ đó. Đó là cái việc chúng ta cần phải tìm được cái trong trung tâm của chúng ta là cái gì. You need to bring everything to whole integration. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải đem tất cả mọi thứ đó tới một cái sự kết nối, cái sự hòa trộn với nhau. Integration is another way of saying integrity. With integrity. Nói cách khác là gì? Tức là chúng ta tất cả mọi công việc chức vụ gia đình chúng ta phải ở trong cái sự liêm chính. Because when your life has integrity, it will hold everything together. Bởi vì nếu cuộc đời chức vụ của chúng ta có cái sự liêm chính đó, thì chính cái sự liêm chính đó nó sẽ gìn giữ tất cả những thứ khác hiệp hòa với nhau. As we close, I want you to remember this building. Để kết thúc thì tôi muốn quý vị lại về cái nhà thờ này của chúng ta. This building has a very deep and strong foundation. Cái nhà mà chúng ta đang ở đây có một cái nền rất là sâu và chắc. Strong pillars. Có những cái cột rất là chắc chắn. Strong beams. Và những cái thanh ngang rất là quan trọng. If any of these lacks integrity, tức là rất là chắc chắn và tất cả những cái chi tiết đó được kết nối chắc chắn với nhau. If the materials that were used are superficial, or poor or weak, nếu mà những cái vật liệu mà chúng ta sử dụng đó mà nó chỉ là cái bề mặt thôi, nó là yếu, không có cái độ bền. The foundation is compromised. Và thì cái nền móng của chúng ta thoái, chúng ta cắt xén đi. When an earthquake comes, thì khi mà có động đất, and the foundation is weak and has no integrity. Và cái nền của cái tòa nhà này không có cái sự kiên cứng và nó rất là yếu. What do you think will happen to this building? Thì theo như quý vị nghĩ là chuyện gì xảy ra với cái căn nhà này? It will collapse. Nó sẽ đổ xuống. You understand, brothers? Hiểu không? Chúng ta vẫn sẽ thấy nhau thôi, nhưng mà ở trên thiên đàng. So bringing everything to whole integration is very, very critical. Cho nên cái việc mà chúng ta đem tất cả một cái khía cạnh cuộc đời của chúng ta vào trong cái sự liêm chính, điều này rất là quan trọng. You can count that your life will go a long way when you are fully integrated. Khi cuộc đời của quý vị có cái sự liêm chính, thì quý vị có thể đi được một quãng đường dài. Your relationship with Jesus Christ, your ministry, your family. Sự mối quan hệ của quý vị với Chúa Jesus Christ, chức vụ của quý vị, gia đình của quý vị. They are all important. Tất cả đều quan trọng. God bless you. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Amen. Chúng ta đồng ý lại cho đến đây tôi sẽ chuẩn bị. Để nắm lấy tay người bên cạnh mình và cầu nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ trong từng chức vụ để chúng ta có một sự quân bình và trong đời sống gia đình và chức vụ. Chúng ta cần lẫn nhau trong sự cầu nguyện, chúng ta cần lẫn nhau trong sự khích lệ, chúng ta cần lẫn nhau để nhắc nhở nhau về sứ mạng mà Chúa ban cho chúng ta. Ao ước rằng không ai trong chúng ta bỏ cuộc, nhưng hết thảy đều chuẩn bị được sự vững vàng ở trong danh quyền năng của Đấng Christ. Thank you.
Chúng ta đi mời Mục sư Robert. Father, we thank you. Lạy Cha kính thượng, chúng con ngợi khen Cha. For this message that you have brought to us this afternoon. Vì sứ nghiệp Ngài đã dạy dỗ chúng con trong chiều nay. That our lives must be balanced. Để rồi chúng con học cách giữ thăng bằng trong cuộc sống. And it must be centered upon you. Và sự cân bằng của chúng con đạt được khi Ngài chính là đấng giữ sự cân bằng cho chúng con. Father, we ask. Cha ơi, chúng con nài xin Ngài. Lord, let us continue to walk in this message. Hãy để có cái sự thực sự thành sự sống ứng nghiệm trên cái bài này, trên đời sống của chúng con. Chúng con bước đi trong sự cân bằng. That would reflect your glory. Để rồi chúng con phản chiếu sự vinh quang của Ngài. So that as we walk like Jesus walked. Để rồi chúng con bước đi như Ngài đã từng bước đi. The people around us will see. Và rồi những người xung quanh sẽ thấy. And glorify you. Và vinh danh Đức Chúa Trời. Our Father in heaven. Cha của chúng con trên thiên đàng. Father, enable us. Cha ơi, hãy ban sức cho chúng con. By your Spirit. Bằng Thánh Linh của Ngài. That we will walk like Jesus walked. Để chúng con bước đi như Chúa Giêsu đã từng bước đi. Alive, favored with God. And with men. Và để rồi chúng con nhận lãnh được ơn trước mặt Ngài cũng như ơn trước mặt loài người. And people will see. Và rồi tất cả những ai nhìn xem. And glorify you, our Father. Thì đều sẽ khen ngợi danh Ngài. God, we surrender our lives to you. Chúa, chúng con trình